được buổi này thì có thể xem lại. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái bài dịch. Như các bạn đã biết thì nội dung của buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dịch về chủ đề là Intestinal Obstruction. Thì thực ra đây là một cái nội dung học của lớp 30 ngày thực chiến tiếng Anh y khoa. Các bạn đã học về cái phần hệ tiêu hóa, học về giải phẫu, gốc từ, các thuật ngữ liên quan đến triệu chứng, bệnh lý và chẩn đoán và điều trị. Thì ngày hôm nay các bạn sẽ áp dụng các thuật ngữ đó vào trong dịch nội dung liên quan đến bệnh lý tiêu hóa, đó là bệnh lý tắc ruột. Đó, thì mình cũng tiện thể thì mình mời các bạn khác vào tham dự cái buổi này luôn, và các bạn cũng có thể tham gia phát biểu như là các bạn ở trong lớp. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung dịch. Bây giờ các bạn ở lớp mình thì đã dịch bài này chưa nhỉ? Bạn Sơn đã dịch chưa? Mới sang qua cô ạ. Vâng. Bây giờ Vâng. nhờ Sơn dịch mấy đoạn đầu cho mình nhé. Ủa, nay em nghe các bạn thôi, vừa xuống hơi hơi mỏi, hơi mỏi đi. Hơi mỏi à? Rồi, có Vâng. bạn nào trong lớp để xung phong dịch không nhỉ? Nhưng mà các bạn cứ giơ tay nha. Đó, chúng ta càng sôi nổi thì chúng ta càng học được nhiều. Anh Tùng đã dịch chưa ạ? Tùng xin phép vào muộn này. Uyên dịch chưa? Em dịch qua chút nhưng có thể chưa chính xác Rồi, em cứ dịch đi rồi sẽ có gì thì chị sẽ chỉnh sửa. Bây giờ lắm. Uyên Vâng. nói to hơn một chút vào mic nhé, để cho các bạn khác nghe được nữa. Dạ vâng. Rồi thì mình giới thiệu một chút là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về intestinal obstruction. Đấy, khi nào chị bảo Uyên dịch thì Uyên dịch nha. Đó, thì Dạ chúng ta vâng. nhìn vào cái tựa đề này thì chúng ta biết là intestine có nghĩa là ruột này, và tính từ của nó là intestinal có nghĩa là thuộc về ruột. Đó, và chúng ta có danh từ obstruction có nghĩa là sự tắc nghẽn. Vậy thì tính từ của nó là gì nhỉ? Nào, các bạn tương tác một chút, tính từ của cái obstruction này là gì nhỉ? Các bạn comment vào này, hoặc là bạn nào có thể bật mic. Các bạn cho mình biết là tính từ của obstruction là gì? Nào, các bạn nào biết không nhỉ? Uyên nào, tính từ của obstruction là gì? À, có một bạn là bạn HP, là bạn đã comment là obstructive, đúng rồi. Chúng ta có tính từ là obstructive, có nghĩa là tắc nghẽn. Thuật ngữ này thì chúng ta cũng gặp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ấy, COPD là chronic obstructive pulmonary disease, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và động từ của nó là to obstruct. À, chị Thủy à? Vâng, em chào chị nhé. Chị không đổi nick em cũng không biết được. Và như vậy chúng ta có intestinal obstruction có nghĩa là tắc ruột. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái cách gọi khác, đó là bowel obstruction, trong đó bowel có nghĩa là ruột. Và để nói tắc ruột thì chúng ta sẽ có hai loại, đó là tắc ruột cao và tắc ruột thấp, đúng không? Rồi tắc ruột cao thì chúng ta dùng gì nhỉ? À, xin mời mọi người, tắc ruột cao chúng ta dùng gì? Uyên Upper comment ạ. cho chị. À, gì nhỉ? Gì nhỉ Sơn nhỉ? Tắc ruột cao là gì? Upper. Cái gì? À, chúng ta có tắc ruột cao là small bowel obstruction, tắc ruột cao hay là tắc ruột non. Và ngược lại thì chúng ta có large bowel obstruction, có nghĩa là tắc ruột già. Đó. Và ngoài ra thì chúng ta còn có cái cách phân chia khác, đó là phân chia dựa vào nguyên nhân. Đó. Phân chia dựa vào nguyên nhân thì chúng ta có hai loại là gì nhỉ? À, có Upper hai cơ học, nhóm là gì? Tắc cơ ruột học, gì? cơ năng, À, cơ năng và cơ học. Cơ cơ học. năng là gì nhỉ? Vâng. Cơ năng là gì? Function. À, functional. Đó, functional obstruction là tắc ruột cơ năng. Và ngoài ra thì chúng ta có tắc ruột cơ học là gì nhỉ? Cả. Tắc ruột cơ học là gì? Ta ôn lại một chút nào. À, tắc ruột cơ học là mechanical obstruction, là tắc ruột cơ học. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào dịch nha.
Nào bây giờ xin mời Uyên nào dịch cho chị cái khổ đầu tiên này. An obstruction of the intestine này. Em chỉ là sự tắc nghẽn của ruột là một tắc nghẽn hoàn toàn ngăn chặn hoặc là làm suy yếu nghiêm trọng sự đi qua của thức ăn, các chất lỏng hay là dịch tiêu hóa và Em có thể khí nói to qua hơn được ruột. không? Em gần vào cái mic ấy. Dạ vâng, em dịch lại nhé. Chị nghe rõ chưa? À, được rồi. Dạ vâng. Đoạn đầu em dịch là sự tắc nghẽn của ruột là một tắc nghẽn hoàn toàn ngăn chặn hoặc là làm suy yếu nghiêm trọng cái sự đi qua của thức ăn, chất lỏng, dịch tiết tiêu hóa và khí qua ruột. Rồi, cảm ơn em. Cơ bản thì chúng ta cũng hiểu được nghĩa của đoạn này. Dịch thì nó chưa được xuôi lắm hoàn toàn, đúng không? Chúng ta thấy là an obstruction of the intestine có nghĩa là tắc ruột, là một sự tắc nghẽn, blockage, mà gì có sự dừng lại hoàn toàn, completely stops, hoặc là gì sự suy giảm nghiêm trọng, seriously impair đường đi của thức ăn này, các chất dịch này, digestive secretion là dịch tiêu hóa, and gas và khí qua đường ruột. Thì ở đây chúng ta có cái cụm là digestive secretion. Đây chúng ta có digestive có nghĩa là thuộc về tiêu hóa, và secretion tức là cái chất tiết ra, thì chất tiết ra của đường tiêu hóa thì ta gọi là dịch tiêu hóa, digestive secretion, secretion là dịch tiêu hóa. Rồi. Xin mời Uyên dịch tiếp nào. Đấy, em dịch cho chị cái đoạn này tiếp theo. Dạ vâng. Nguyên nhân phổ biến nhất ở người lớn là mô sẹo do phẫu thuật ổ bụng, thoát vị hoặc là khối u trước đó. Tiếp theo là đau. Tiếp theo là đau đầy hơi và chán ăn là những triệu chứng phổ biến. Chẩn đoán thì sẽ dựa trên kết quả khám sức khỏe và chụp X quang. Và câu Và cuối phẫu là thuật gì? thì để loại phẫu thuật là để loại bỏ cái sự tăng nghẽn thì là cần thiết ạ. Rồi, Thường là cảm ơn cần thiết. em. Đoạn này thì đúng hơn đoạn lúc nãy. Đó, thì chúng ta có là cái nguyên nhân phổ biến mất, nguyên nhân phổ biến nhất, the most common causes ở người lớn là mô sẹo do phẫu thuật bụng trước đó, previous abdominal surgery, hernias là thoát vị, and tumors là khối u. Đấy, thì chúng ta có scar tissue, scar là sẹo, tissue là mô. Đó, scar tissue là mô sẹo. Tiếp theo chúng ta có abdominal là thuộc về bụng, và surgery có nghĩa là phẫu thuật. Như vậy, abdominal surgery là phẫu thuật bụng. Và chúng ta có hernia là thoát vị. Thì đây là dạng số ít, còn cái hernias này đây là người ta đang để dạng số nhiều. Đó, và tumor cũng vậy, tumor là khối u, là dạng số ít, và thêm s là dạng số nhiều. Tiếp theo chúng ta có pain. Pain có nghĩa là đau, bloating. Bloating tức là đầy bụng hay là trướng bụng. Đó. Và loss of appetite là chán ăn. Thì đây là các triệu chứng phổ biến. Và chúng ta trong tiếng Việt thì chúng ta hay có là đau nôn bí trướng đấy, đúng không? Thì đây người ta liệt kê là đau này, trướng bụng này, chán ăn. Chẩn đoán, diagnosis. Chẩn đoán thì dựa trên kết quả khám lâm sàng, physical examination, khám lâm sàng hay khám thực thể đấy, và X-quang, X-ray, là chụp X-quang. Và thông thường là chúng ta cần phải điều trị bằng phẫu thuật, surgery. Rồi, tiếp theo, các bạn nào mà muốn dịch thì các bạn cứ xung phong nhá, giơ tay xung phong. Còn không thì các bạn trong lớp sẽ dịch. Rồi, xin mời Uyên dịch đoạn tiếp theo nào. Dạ vâng. Một tắc nghẽn thì Tiếng có tiếng vẫn hơi thể nhỏ xảy Uyên ra. ạ. Vậy chị nghe rõ chưa? Rồi. Dạ vâng. Một tắc nghẽn thì có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, dọc theo ruột non hoặc là ruột già, và có thể là một phần hoặc là toàn bộ. Phần ruột ở phía trên đoạn tắc nghẽn thì vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, và phần này của ruột có thể phần này của ruột sẽ mở rộng khi chứa đầy thức ăn, chất lỏng, dịch tiêu hóa và khí.
ở lớp niêm mạc ruột để trở nên bị sưng và viêm. Nếu mà tình trạng này không được điều trị thì phần ruột có thể bị vỡ, rò rỉ, content rò rỉ các chất lỏng và gây viêm nhiễm hoặc là nhiễm trùng khoang bụng. Cái phần leaking is contents em chưa dịch được. Dò các cái chất dịch. Chất dịch ở đây có thể là thức ăn hoặc là khí. Dò các chất ở trong lòng ruột. Content tức là nội dung đúng không? Chúng ta gọi là các chất ở trong lòng ruột. Ta dịch theo ý hiểu thôi. Được. Rồi, chỗ này thì tắc nghẽn là ta dịch là tắc nghẽn thôi, ta không cần phải nói là một tắc nghẽn nhé. Tắc nghẽn thì có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào dọc theo ruột non hoặc ruột già, và có thể tắc nghẽn một phần hoặc là hoàn toàn, một phần hoặc hoàn toàn. Và phần ruột ở phía trên chỗ tắc thì vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Và phần của ruột thì chỗ này mình không dịch là mở rộng, mình dịch là giãn ra. Cái phần ruột giãn ra và chứa đầy thức ăn này, các chất dịch này, và dịch tiêu hóa này, và khí. Này em dịch đúng rồi, đó là niêm mạc ruột. Lining, lining tức là cái lớp lót ở trong cùng. Thì ví dụ như là ở thành mạch máu thì mình dịch là nội mạc mạch máu. Còn ở đây là gì? Ở trong lòng ruột thì mình dịch là niêm mạc ruột. Niêm mạc ruột bị sưng lên và viêm. Và nếu tình trạng này không được điều trị thì ruột có thể bị vỡ cũng được. Ta dịch cái từ hay gặp hơn là ta dịch là thủng. Ruột có thể bị thủng và dò các chất ở trong lòng ruột và có thể gây viêm, inflammation, nhiễm trùng, infection của khoang bụng, và chúng ta gọi là peritonitis, tức là viêm phúc mạc. Thì chúng ta nhặt nhạnh một số cái từ vựng ở đây. Small intestine là ruột non này. Large intestine là ruột già. Đó. Partial là một phần. Complete là hoàn toàn này. Intestinal lining là niêm mạc ruột. Swollen, đó là tính từ của swell, đúng không? Swell, swollen là sưng, và inflamed là viêm. Inflammation là danh từ, là sự viêm. Rupture, rupture là động từ có nghĩa là vỡ, là thủng. Leak là giò. Infection là nhiễm trùng. Và abdominal cavity là khoang bụng. Và peritonitis là viêm phúc mạc. Như các buổi trước thì chúng ta biết là peritoneum là phúc mạc và peritonitis là viêm phúc mạc. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến các nguyên nhân của tắc ruột. Causes of intestinal obstruction. Anh Tùng đã vào chưa nhỉ anh Tùng ơi? Đó, khi nào anh Tùng vào thì anh Tùng thay Uyên dịch nha. Giờ Uyên cứ dịch tiếp đi. Rồi, ta dịch tiếp hai đoạn này. Nguyên nhân gây tắc ruột sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của người đó và vị trí tắc nghẽn ạ. Ở trẻ sơ sinh và ở trẻ mới sinh và trẻ 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 nhỏ. nhỏ thì vâng ở trẻ nhỏ thì gì ạ? Tắc ruột thường do các thường phổ biến là do dị tật bẩm sinh, hoặc là một khối cứng của hành ruột, của đường ruột, một vòng xoắn, một Khối vòng cứng của ruột, các chất ở trong lòng ruột. khối cứng các chất trong lòng ruột, Có dịch được cái này không? Meconium plug syndrome. gì hội chứng gì phân Hội chứng nút phân và xu. Hội chứng nút phân xu ở trẻ em ấy. đúng Trẻ em nó rồi. có phân xu. Vâng. Rồi, tiếp theo. Xoắn dùng là xoắn ruột, xoắn một vòng ruột Một quai ruột. và xoắn một quai ruột hẹp hoặc là không có một phần của ruột Thì dịch là lồng gì? Intestinal atresia. Hôm trước chị nói atresia là gì nhỉ? intestinal ruột
quên mất từ đấy chị ạ. Teo. Ừ. À, bảo teo rồi. Teo rồi. Vâng. À, hoặc là một lồng ruột đoạn này. Ừ, lồng và một đoạn ruột và một Vâng. cái đoạn khác Vâng, đúng và một không, đoạn gọi ruột là khác lồng là ruột. lồng Rồi, cảm ruột. ơn Vâng. em. Rồi, chúng ta dịch lại cho nó xuôi nhá. Đầu tiên chúng ta có causes of intestinal obstruction là các nguyên nhân của tắc ruột thì biến đổi theo tuổi và theo cái vị trí tắc ruột ở trẻ sơ sinh newborn và trẻ em infant trẻ nhỏ thì tắc ruột thường gây ra bởi một cái dị tật bẩm sinh birth defect defect tức là một cái khiếm khuyết birth là lúc sinh ra đúng không? Dị tật bẩm sinh đó, nó là một cái khối rắn của các chất ở trong lòng ruột thì chúng ta gọi là đó, các chất ở trong lòng ruột gọi là, đây là meconium. Meconium là phân su plaque tức là một cái nút đó. Meconium plaque syndrome là hội chứng nút phân su tức là cái phân su nó đặc nó rắn quá và nó gây bít tắc cái lòng ruột. Twisting là xoắn xoắn một cái loop of intestine, mình dịch là quai ruột nhé, theo thuật ngữ y khoa mình dịch là quai ruột chứ không phải là vòng ruột. Và cái bệnh này gọi là volvulus. Volvulus là xoắn ruột hay là hẹp này hoặc là mất đó, một phần ruột, mất một phần ruột thì ta gọi là intestinal ataxia. Ataxia thì chúng ta có là teo đó, ví dụ như teo thực quản là esophageal ataxia, teo tá tràng là duodenal ataxia. Đấy, thì teo đoạn nào thì mình ghép vào cái đoạn đấy. Và lồng telescope, lồng telescope là dịch danh từ là telescoping, lồng một đoạn ruột vào trong một đoạn khác thì mình gọi là intussusception. Intussusception tức là lồng ruột. Thì đấy là nguyên nhân ở trẻ em. Vậy ở người lớn thì làm sao? À, bạn dịch cho chị cái đoạn tiếp theo này. Viên dịch tiếp đi. Vâng. Ở người lớn thì nguyên nhân phổ biến nhất nói chung là các giải mô sẹo bên các giải mô sẹo bên trong do là phẫu thuật ổ bụng trước đó, Ừ. do cái từ đấy em dịch là từ dính à, Đúng cái rồi, trong tắc ruột do dính ấy. mặt. Các bộ phận của ruột phình ra, do phình phình ra thông qua một lỗ mở bất thường, Ừ. một lỗ ở trong ổ bụng, một lỗ mở bất Lỗ bất thường thường, một lỗ bất thường. là dịch, em dịch thường đấy là từ thoát vị, Ừ, ở thoát trong ổ vị thoát đúng rồi. vị và khối u. Ừ. Khả năng của một nguyên nhân cụ thể phụ thuộc vào phần ruột mà bị ảnh hưởng ạ. Rồi, đúng rồi. Vậy ta thấy là ở người trưởng thành thì nguyên nhân phổ biến nhất đó, nói chung là các giải mô sẹo. Các giải mô sẹo ở bên trong internal scar tissue do các cái cuộc phẫu thuật bụng trước đây. Đấy, chúng ta thấy là các bệnh nhân mà phẫu thuật bụng thì sau một thời gian là người ta có thể quay lại bệnh viện cấp cứu với cái tình trạng là tắc ruột. Đấy, và đây là nguyên nhân mình xác định là tắc ruột do dính, adhesion. Adhesion. Đó. Sự dính ruột hoặc là một phần của ruột thì nó phồng hoặc là nó lồi ra một cái lỗ bất thường, abnormal opening thì chúng ta gọi trường hợp này là thoát vị. Bulging này thì chúng ta cũng gặp trong cái trường hợp mà phồng đĩa đệm ấy, chúng ta cũng gọi là bulging. Đó, và các khối u. Đó, như vậy người trưởng thành thì người ta thấy ba cái nguyên nhân phổ biến đấy là dính này, thoát vị này và khối u. Và cái khả năng mắc một cái nguyên nhân cụ thể thì nó biến đổi tùy thuộc vào cái phần ruột bị ảnh hưởng, tùy thuộc vào cái đoạn ruột bị ảnh hưởng. Đó. Rồi, viên dịch tiếp nào. Vâng. Sự tăng nghẽn của đoạn ruột, đoạn đầu tiên của ruột non hay hiểu là tá tràng, thì có thể là do ung thư tuyến tụy, sẹo do loét hoặc là bệnh Crohn, hiếm khi là sỏi mật. Một khối thức ăn chưa tiêu hóa, hoặc là một một Sự tích hoặc tụ
tích tụ của các loại giun ký sinh có thể chặn các phần khác của ruột non. À, tức là tắc ruột cho run đấy, đúng không? Viên gặp bao giờ chưa? Em chưa, Có lần chị trên thực siêu tế em âm toàn thấy gặp. một đống giun ở trong lòng ruột. Đó, thì chúng ta có tắc nghẽn, cái đoạn đầu tiên, the first segment of the small intestine, đoạn đầu tiên của ruột non, là đoạn duodenum là tá tràng, thì có thể do là ung thư của tuyến tụy, đúng không? Ví dụ chúng ta tưởng tượng là cái ung thư của tuyến tụy nó chèn ép vào tá tràng. Đó, nó làm cho tắc ruột ở đây. Đó, cancer ung thư này, pancreas là tuyến tụy này, hay là scarring from ulcer. Thì cái đoạn này chúng ta thấy là nó rất hay bị loét. Đó, thì nếu mà loét xong nó hình thành sẹo, thì sẹo nó sẽ co kéo. Đó, co kéo và nó làm hẹp cái lòng của ruột. Đó, và bệnh Crohn's disease là bệnh loét, đúng không? Loét của đường tiêu hóa nhưng mà tại nhiều vị trí khác nhau, loét từng đoạn thì nó cũng có thể gây ra cái tình trạng tắc ruột. Và hiếm khi thì chúng ta thấy rằng gì, sỏi mật, mình chưa gặp bao giờ, là sỏi mật gallstone cũng có thể gây tắc ruột này, rồi là một khối thức ăn chưa tiêu, undigested food, hay là gì, ta thấy một cái búi giun ký sinh, parasitic là ký sinh và là giun, búi giun ký sinh và có thể làm tắc nghẽn một phần của ruột non. Rồi tiếp theo nào, Sự tăng nghẽn của ruột già thì thường gây ra bởi là ung thư, viêm túi thừa hoặc là một khối phân cứng. Thế kia là cái sự tác động của phân, à, gọi là sự ứ sự kết phân, dính ứ và phân. xoắn ruột thì là những nguyên nhân ít phổ biến. Phân Ừ, mình không gọi, mình không thừa, nên dịch kết là sự kết dính dính, mình gọi và dịch luôn là dính, xoắn dính ruột. và xoắn là các nguyên nhân phổ biến tắc ruột già, đúng Dính và xoắn là không? những nhân ít phổ biến về tăng em già được không? Ít phổ biến hoặc là ít gặp, dịch là ít gặp được. Tắc nghẽn ruột già thì thường gây ra bởi ung thư này, diverticulitis là viêm túi thừa. Đó, trước đố các bạn mãi cái từ này các bạn không nhớ ra đúng không? Diverticulum là túi thừa, diverticulitis là viêm túi thừa. Với cái túi thừa này thì nó hay gặp ở đoạn ruột già. Đó, đây cũng có thể là một nguyên nhân. Hay là một cái khối phân rắn, thì chúng ta biết là cái dịch ở trong lòng tiêu hóa từ trên xuống dưới thì xuống đến phần đại tràng thì càng ngày nó càng rắn hơn. Sau đó thì tắc ruột do phân cũng là một cái nguyên nhân có thể gặp ở người già. Fecal impaction là ứ phân. Thì ở người lớn tuổi thì cái nhu động ruột nó kém đi. Nhưng Nhu động mà ruột kém đi. Adhesion là dính rồi, dính và xoắn ruột là các nguyên nhân ít gặp hơn gây ra tắc ruột già. Tiếp theo, bài này rất là ngắn thôi. Tiếp theo là strangulation là gì đây? thắt à? Thắt. Ừ, Kiểu bị là siết, bị nghẹt, thắt em thì dịch là nghẹt mới nhé. nghe. À, thoát vị, giống như là thoát vị nghẹt đấy. Giải thế. Có bạn nào vừa bật mic ấy nhỉ? Ừ, bạn tin đi tắt mic của mình đi nhá. Nếu mà bạn tin đi muốn dịch thì có thể xung phong nha. Nào, viên dịch tiếp này, strangulation ta dịch là nghẹt. Ví dụ mà tắc là gì? Được À, nó giảm cái sự tưới máu đến đấy, ta gọi là nghẹt. Viên dịch tiếp đi. không? Vâng. Nghe. Nếu mà sự tắc nghẽn cắt nguồn nếu một sự tắc nghẽn cắt đứt nguồn cung cấp máu cho ruột thì tình trạng này được gọi là nghẹt, là Ừ. sự nghẹt. Nghẹt thì xảy ra ở gần 25% số người bị tắc nghẽn ruột non. Thông thường thì nghẹt xảy ra là nguyên nghẹt là do một phần của ruột bị mắc kẹt trong một lỗ bất thường Ừ. thì được dịch là đây là thoát vị bị bóp nghẹt Phát vị nghẹt. xoắn xoắn vị Em học nghẹt năm thứ ba đúng xoắn. không? Năm thứ ba đúng không? Dạ vâng, dạ Ừ, vâng. chưa đi qua qua ngoại bộ đúng không? Ừ, thoát vị nghẹt. Em bắt đầu bên mới đi được rồi, Rồi. nó bị nghẹt Rồi. xoắn hoặc là lồng ruột.
Cái từ Gangrene Thế là mình dịch là hoại là tử. hoại thử, Vâng. Hoại tử, hoại là tử. hoại tử Hoại tử. có thể phát triển trong ít nhất là 6 giờ. Với hoại tử thì thành của ruột sẽ bị chết, Ừ. thường gây ra vỡ, Cái thủng. dẫn đến dần dần Người gây ta vỡ hay gọi là dẫn đến thủng là ruột. Ừ. dạ vào thủng, thường gây ra thủng dẫn đến là viêm phúc mạc, sốc, và nếu không được điều trị thì sẽ gây tử vong. Rồi, đúng rồi. Đó, chúng ta dịch strangulation là sự nghẹt nhé. Đấy, sự nghẹt. Và nếu mà tắc nghẽn, nếu cái sự tắc nghẽn nó làm ngưng trệ sự cung cấp máu, loss supply. Đấy, ruột này. Cắt đứt cái nguồn cấp máu tới ruột thì tình trạng này gọi là nghẹt. Và tình trạng nghẹt thì xảy ra ở trong khoảng gần 25% số bệnh nhân có tắc ruột non. Đó, và thông thường thì tình trạng nghẹt thì là do một phần của ruột bị mắc kẹt ở trong một cái lỗ mở bất thường thì người ta gọi là thoát vị nghẹt. Volvulus là xoắn ruột hoặc là intussusception là lồng ruột và gangrene gangrene Gangrene. tức là hoại tử ruột thì có thể phát triển ít nhất là 6 giờ đúng không? Ít nhất phải 6 giờ hoại tử được. Và với cái trường hợp mà hoại tử thì thành ruột đúng là bị chết này và gây ra thủng ruột có thể dẫn đến viêm phúc mạc peritonitis shock tức là sốc và nếu mà không được điều trị thì tử vong death. Vậy thì những nguyên nhân nào gây ra những nguyên nhân nào gây ra nghẹt ruột intestinal strangulation tức là nghẹt ruột cắt đứt cái nguồn cấp máu tới ruột thì thường có 3 nguyên nhân. Thứ nhất là thoát vị nghẹt. Đây chúng ta thấy nó chui qua một cái lỗ của ruột và của thành bụng và nó bị nghẹt đây. Ví dụ hay gặp như là thoát vị bẹn chẳng hạn. Volvulus là xoắn, quai ruột nó bị xoắn và intussusception là lồng ruột. Thì cái này hay gặp ở trẻ em. Rồi chúng ta sang cái phần tiếp theo là các triệu chứng của tắc ruột, symptom intestinal obstruction. Đây chúng ta dịch tiếp cái đoạn tiếp theo này. Viên dịch tiếp nào. Triệu chứng của tắc ruột thì các triệu chứng tắc ruột thường bao gồm là đau quặn ở bụng kèm theo đầy hơi và chán ăn. Cơn đau thì có xu hướng là cơn đau xu hướng đến theo từng đợt và cuối cùng là trở nên liên tục. Nôn mửa thì phổ biến với tắc nghẽn ruột non nhưng mà ít phổ biến hơn và bắt đầu sau đó với tắc nghẽn ruột dài. Ừ, đúng rồi. Đó, các triệu chứng của tắc ruột thì thường là đau quặn bụng, cramping pain. Cramping tức là kiểu mà đau như kiểu chuột rút ấy, đau quặn bụng. Và nó kèm theo là đầy bụng, bloating, loss of appetite là chán ăn. Và pain tend to come in waves, tức là đau thì có xu hướng là thành đợt, đau thành từng đợt. Và cuối cùng là đau liên tục, Liên tục. continuous. Nôn là phổ biến với bệnh nhân tắc ruột non đấy, tắc ruột non hay nôn đúng không? Và ít phổ biến hơn và bắt đầu muộn hơn với bệnh nhân tắc ruột Muộn dài. hơn. Rồi. Tiếp theo này, dịch ba cái câu tiếp theo. Tắc nghẽn hoàn toàn thì gây táo bón nghiêm trọng. Trong khi tắc nghẽn một phần thì có thể là gây tiêu chảy. Khi mà bị nghẹt thì cơn đau có thể trở nên nghiêm trọng và liên tục. Sốt thì phổ biến và sốt thì phổ biến và là khả năng Có khả năng nếu mà bị thủng nếu mà ruột thành ruột bị thủng ruột
Còn với xoắn ruột thì cơn đau thường bắt đầu đột ngột ạ. Ừ, đúng rồi. Đó, tắc nghẽn hoàn toàn, complete obstruction thì gây táo bón nặng. Trong khi tắc nghẽn một phần, partial obstruction thì có thể gây tiêu chảy, diarrhea. Và với trường hợp là nghẹt thì đau, đau trở nên dữ dội và đau liên tục. Và sốt thì thường gặp và hay gặp ở trong cái trường hợp là bị thủng ruột. Với xoắn ruột thì đau bắt đầu cách đột ngột, abruptly. Abruptly là đột ngột. Rồi, ta đi đến cái phần tiếp theo là chẩn đoán. Diagnosis of intestinal obstruction. Chẩn đoán tắc ruột như thế nào? Để chúng ta dựa vào những cái gì để chẩn đoán tắc ruột? Đó, em dịch đoạn dài này đi. Dạ. Về chẩn đoán của tắc ruột thì đầu tiên có thể là khám lâm sàng, khám bụng lâm sàng của bác sĩ, Ừ. X quang, chụp các lớp vi tính, CT. Bác sĩ sẽ kiểm tra bụng xem là có đau, có sưng hoặc là có khối u không. Ừ. Khi mà tắc nghẽn xảy ra thì bụng thì hầu như là sẽ bị sưng. Âm thanh thường được tạo ra bởi sự hoạt động của ruột, như là âm thanh của ruột Ừ, gọi là nhu động và ruột. có thể nghe đường nhu động ruột, có thể nghe qua ống nghe, có thể nghe qua ống nghe, có thể to hơn và cao hơn, hoặc là có thể không nghe gì. Bụng thì sẽ thường không được mềm khi mà bác sĩ ấn, và nó thường ít khi vỡ gây ra viêm phúc mạc. Ừ, để chị hỗ trợ một chút nha. Đấy. Thứ nhất là chẩn đoán thì chúng ta dựa vào khám bụng này. Thứ hai là dựa vào chụp X quang này, X-ray, và thứ ba là dựa vào chụp CT, computed tomography. Và bác sĩ sẽ khám bụng xem là có đau khi ấn hay không. Đấy, tức là bác sĩ sẽ ấn để xem là kiểu có cái phản ứng của bụng hay không ấy. Đó. Có trướng bụng hay không? Swelling thì mình không dịch là sưng bụng nhá. Đấy, có trướng bụng hay không? Có đầy bụng hay không? Đó, đầy bụng thì ví dụ như là bác sĩ có thể gõ, đúng không? Gõ nếu mà vang thì sẽ có trướng bụng hoặc là các cái khối. Và khi mà có tắc ruột ấy, khi mà có tắc ruột thì bụng thì thường là bị trướng. Trướng là bởi vì sao? Bởi vì gì? Các chất nó không không đi qua cái chỗ tắc được và nó ứ trệ ở trong lòng ruột, ứ trệ cả các cái chất khí ấy, thì nó sẽ làm cho trướng bụng. Và cái âm thanh mà gây ra do cái ruột mà hoạt động bình thường mà chúng ta gọi là nhu động ruột ấy, thì có thể nghe thấy thông bằng ống nghe, và khi mà bị tắc ruột thì nghe nó sẽ to hơn và tiếng thì cao hơn. Đấy, khi mà gì các quai ruột nó tăng nhu động để nó tống cái chỗ tống thức ăn qua cái chỗ tắc, hoặc là gì sẽ không nghe thấy gì cả khi mà gì cái ruột nó đã bị ngưng trệ, cái nhu động của ruột nó giảm đi thì chúng ta sẽ không nghe thấy âm thanh gì cả. Và ruột thì thường và bụng thường không đau khi ấn. Để chúng ta phân biệt với các trường hợp khác, ví dụ như là viêm ruột thừa chẳng hạn thì sẽ đau khi ấn, khi mà bác sĩ ấn này, trừ khi là có thủng ruột gây ra viêm phúc mạc. Thì khi mà thủng ruột gây ra viêm phúc mạc rồi thì khi mà bác sĩ ấn nó sẽ gì sẽ có cái gọi là cảm ứng phúc mạc, đúng không? Cảm ứng phúc mạc, ấn bệnh nhân sẽ đề kháng cái thành bụng này, bụng nó rất là cứng, ấn rất là đau. Rồi, tiếp theo nào. Dịch đoạn tiếp theo này. Các bác sĩ thì cũng thường nghiên cứu các hình ảnh của bụng như là X quang hoặc là chụp CT. X quang thì có thể thấy được các vòng ruột giãn, Các quai ruột. các quai ruột bị giãn, cho Vị biết vị trí trí của là tắc cho nghẽn. tắc nga. X quang thì cũng có thể cho thấy không khí ở Khí. xung quanh ruột, khí ở xung quanh ruột.
hoặc là dưới ở dưới những cái cái lớp lớp cơ, cơ cách bụng và ngực, có thể hiểu là cơ hoành. dưới cơ hoành, dưới cơ hoành, cơ hoành khí thì thường không có Khí thấy thì ở những thường cái không được nơi tìm thấy ở những nào nơi nó mà một cái dấu hiệu. do đó là dấu hiệu của ruột bị vỡ. Rồi, cảm ơn em. Dừng lại đây nha. Mình thấy bác sĩ Loan có dịch, bác sĩ Loan có thể dịch giúp mình cái đoạn này được không nhỉ? Đấy, đoạn này nào. Xin mời bác sĩ Loan. Thế bạn Loan có nói vào trong mic đấy. Mời bác sĩ Loan có thể dịch giúp mình cái đoạn này không? Rồi, không thì mình sẽ tắt mic của bạn nha, cho đỡ ảnh hưởng đến bạn khác. Rồi, tiếp theo là chúng ta có là bác sĩ thì có thể tiến hành các phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Ở đây mình không gọi là nghiên cứu nhé. Study, imaging study là các phương pháp chẩn đoán hình ảnh của bụng. Ví dụ như là X-ray, là chụp X quang này, hoặc chụp CT. Và chụp X quang thì chúng ta có thể thấy là các quai ruột giãn, dilated lobes of intestine, và nó có thể chỉ ra cái vị trí của tắc ruột. Thì nếu mà sau này Uyên học thì em sẽ thấy là ví dụ tắc ruột cao hay tắc ruột non thì nó có hình ảnh như thế nào, tắc ruột già có hình ảnh như thế nào. Và chụp X quang thì cũng có thể cho thấy là khí ở xung quanh, around the intestine, xung quanh các quai ruột, hoặc là dưới cái cơ mà chia cách ở bụng và lồng ngực. Hiện đây là tức là dưới cơ hoành đấy. Đấy, chúng ta sẽ thấy là có khí ở vòng hoành, mà bình thường cái vị trí này thì không có khí, đúng không? Như vậy là có thể là do thủng ruột và khí nó thoát ra nó chui lên ở cái vị trí cao ở dưới vòng hoành. Dilated giãn này, diaphragm là cơ hoành, rupture bowel thủng ruột. Đấy, từ vựng của cái bài này thì các bạn thấy là nó khá là đơn giản rất nhiều so với cái bài trước chúng ta dịch về cái cơ chế của bệnh tim mạch ấy. Tiếp theo là CT of the abdomen, tức là CT ổ bụng thì thường cho thấy hình ảnh tốt hơn của ruột và cũng có thể xác định vị trí chính xác, precise location và nguyên nhân của tắc ruột thôi, này không cần dịch cũng được. Tiếp theo chúng ta đi vào phần điều trị. Nào, anh Tùng ơi, ta thấy hôm nay cũng có nhiều bạn tham gia, có bạn nào muốn tham gia dịch không ạ? Bạn Sơn có dịch được không Sơn ơi? Có bạn nào muốn dịch không ạ? Không thì các bạn muốn nghe thì bạn Uyên lại dịch tiếp nhá. Nào, xin mời Uyên tiếp. Điều trị thì chúng ta làm gì? Về điều trị thì hút qua ống thông dạ dày, chất hoặc là dùng chất lỏng được bơm bởi tĩnh mạch, Truyền dịch tĩnh mạch. phẫu thuật cho nghẹt. Và đôi khi là phẫu thuật hậu môn. Là gì nhỉ? Colostomy là gì? Em cũng không từ này. Phẫu Làm hậu môn thuật nhân tạo đúng không? nguyên tạo. Và bất kỳ ai mà nghi ngờ tắc ruột thì phải nhập viện. Đều phải nhập viện, bất kỳ bệnh nhân nào nghi ngờ tắc ruột. Rồi, thứ nhất là chúng ta có suction, tức là hút dịch. Thì đối với bệnh nhân tắc ruột thì chúng ta sẽ đặt một cái ống xông dạ dày, chúng ta gọi là nasal gastric tube. Nasal là mũi này, gastric là dạ dày. Đấy, chúng ta đặt một cái ống từ dạ dày đến từ mũi đến dạ dày, gọi là ống thông dạ dày. Thứ hai là chúng ta truyền dịch tĩnh mạch, fluids, ở đây là dịch nhé, mình không dịch là chất lỏng, truyền dịch tĩnh mạch. Thứ ba là phẫu thuật các trường hợp bị nghẹt. Và thứ tư là chúng ta đôi khi chúng ta có thể làm hậu môn nhân tạo, colostomy.
mở thông đại tràng làm hormone nhân tạo đấy. Và bất cứ bệnh nhân nào mà nghi ngờ tắc ruột thì đều phải nhập viện. Rồi tiếp theo. Thông thường thì ống dài mỏng sẽ được đưa qua mũi và đặt trong dạ dày, được gọi là ống thông dạ dày hoặc là vào ruột. Hút dịch được áp dụng cho được được áp dụng cho Hút cái dịch ống qua ống đi, thì cái hút dịch qua hút dịch ống. qua ống hút dịch qua ống là để loại bỏ Các các chất chất ứ động. gợi đã chất ứ động trên tắc nghẽn, tại Ừ, vì trí trên vị ở trí phía trên tóc. tắc Rồi. nghẽn, các chất lỏng Chất dịch. và chất dịch và chất điện giải như là đây sodium là natri Sodium là natri rồi. chlorid và chlorid là chlorua Chính là natri này, và clo này và kali kali. kali thì được cung cấp bằng đường tĩnh mạch. Đây là tiêm tĩnh mạch truyền Truyền để truyền vâng tiêm truyền tĩnh tiêm mạch sao đủ được. vâng truyền tĩnh mạch để thay thế nước và muối bị mất do nôn mửa hoặc là tiêu chảy. Đúng rồi đấy, Đôi cơ bản là đúng rồi. Thông thường một cái ống dài và mỏng được đưa qua mũi và đặt vào trong dạ dày để gọi là ống thông dạ dày, hoặc là đưa vào tận đến ruột đấy, và người ta sẽ tiến hành là hút dịch qua cái ống thông này để loại bỏ các cái chất tích tụ ở phía trên vị trí tắc nghẽn. Đó. Và truyền dịch và điện giải natri này, clo này và kali được sử dụng qua đường tĩnh mạch để thay thế muối và nước mà bị mất do bệnh nhân nôn và đi ngoài đấy là tiêu chảy. Rồi tiếp tục, sắp hết rồi đấy. đôi khi thì sự tắc nghẽn được giải quyết mà không cần phải điều trị thêm, đặc biệt là nếu nó bị gây ra bởi sẹo hoặc là dính. Đôi khi thì ống nội soi là một ống xem linh hoạt, một ống được đưa vào hậu Ống môn để quan sát cái ống để quan sát, ống mềm dùng để quan sát. ống mềm được quan sát, được đưa vào qua hậu môn hoặc là barium em chưa dịch rồi đấy, Thụt. hoặc là Inimer là thụt. một Barium inimer là thụt barit. hoặc là thụt barit làm phồng ruột già, làm căng ruột già. Có thể được sử dụng để điều trị một số rối loạn như là đoạn ruột bị xoắn, Xoắn đoạn ruột. xoắn đoạn ruột ở phần dưới của ruột già. Tuy nhiên thì thông thường thì tuy nhiên là phẫu thuật được thực hiện càng sớm sẽ càng tốt nếu mà các bác sĩ lo ngại về việc mà bị nghẹt. Đúng rồi. Đôi khi thì tắc ruột có thể hồi phục mà không cần phải điều trị thêm, đặc biệt là trong trường hợp mà gây ra do sẹo hoặc là do dính này. Và đôi khi thì một cái ống nội soi, đúng không? Endoscope là ống nội soi, chúng ta có endoscopy là nội soi, đúng không? Endoscope là cái ống nội soi, đây là một cái ống soi mềm, dịch là ống soi mềm này. Đó. Được đưa vào thông qua cái đường hậu môn anus hoặc là thụt barit. Inimer là thụt này, barium là barit, barit là cái thuốc cản quang ấy, which inflates, mình dịch là làm giãn cũng được, làm giãn đại tràng, có thể được sử dụng để điều trị một số cái rối loạn, ví dụ như là xoắn đoạn ruột, twisted intestinal segment ở cái phần dưới của đại tràng. Và tuy nhiên thì thông thường phẫu thuật thì cần phải thực hiện càng sớm càng tốt nếu mà có nghi ngờ nghẹt, ruột đấy. Ở đây chúng ta có surgery là phẫu thuật này,
Surgeon, surgeon là phẫu thuật viên này. Ở dưới. Rồi, xoắn. Rồi, tiếp theo này. Nguyên nhân của sự tắc nghẽn hoặc là Nhân sự của xuất tắc hiện của sự ruột, ở đây tắc mình nói luôn là tắc nghẽn. ruột. Nguyên nhân của tắc ruột hay và sự xuất hiện của tắc ruột được quyết định liệu bác sĩ phẫu thuật có thể giảm tắc nghẽn mà không cần phải loại bỏ một phần một đoạn của ruột hay không. Đôi Rồi. khi thì dính ruột có thể được cắt để giải phóng một đoạn ruột bị mắc kẹt. Nhưng mà chúng có thể hình thành lại hoặc là sự tắc nghẽn có thể tái phát trong một số trường hợp. Đây là phẫu thuật cắt bỏ hồi tràng. Mở Làm thông phù hồi hợp tràng. phẫu thuật mở thông hồi tràng, một thủ thuật là một thủ thuật nơi mà cắt phần cuối của đoạn ruột non. Và gắn vĩnh viễn ra. Và gắn vĩnh viễn vào một lỗ phẫu thuật trong thành bụng. Hoặc là hậu môn nhân tạo, một phẫu thuật tạo một một Lỗ phẫu thuật mở, tạo một lỗ mở tạo một lỗ mở của giữa ruột già và thành bụng. tiếp Là cần thiết để giảm tắc nghẽn. rồi đó, có một cái chỗ dịch chưa ổn lắm. Nguyên nhân của tắc ruột thì đúng rồi. Đấy, the appearance of the intestine, dịch là gì? Ngoài sự xuất hiện không, xuất hiện của ruột à? Xảy ra À, mình phải dịch là cái hình dạng chứ, hình dáng đúng không? Hình dáng của đoạn ruột ấy, ví dụ nó giãn có to hay không ấy. Chứ còn xuất hiện của ruột, ruột lúc nào chả đấy mà có phải xuất hiện đâu, đúng không? em lại hiểu lầm À, là cái hình sự xuất dạng hiện của của ruột thì sẽ xác định xem là phẫu thuật viên có phải làm giải phóng cái đoạn tắc hay không và không cần phải cắt bỏ đoạn ruột hay không. À, có thể làm giảm tình trạng tắc nghẽn mà không phải cắt bỏ đoạn ruột hay không. Ta vẫn điều trị, ưu tiên điều trị bảo tồn đúng không? Nếu mà trường hợp dính này, nếu mà dính thì có thể cắt đi để giải phóng cái đoạn ruột mà bị mắc kẹt. Nhưng mà dính này thì gì? Thì nó lại hình thành lại và lại hình có thành lại. thể tắc ruột lại tái phát. Và trong một số trường hợp này, người ta sẽ tiến hành cái thủ thuật gọi là mở thông hồi tràng. Đây là một cái thủ thuật mà cái đoạn cuối, cái đoạn mà cắt ấy, cái đoạn đầu ruột mà bị cắt thì sẽ gắn ra cái lỗ mở bằng thành bụng, lỗ mở bằng phẫu thuật ở thành bụng hoặc là gì, là hậu môn nhân tạo. Thì cái này chính ra là nó là mở thông đại tràng, mở thông đại tràng, nhưng mà mình đưa cái đầu ruột ra ngoài thành bụng để mình làm cái hậu môn nhân tạo, người ta hay gọi là hậu môn nhân tạo. Đấy, đưa cái đầu ruột già ra gắn vào thành bụng. Các cái thủ thuật này cần thiết để làm giảm tình trạng tắc nghẽn. Rồi, understanding colostomy. Đây là hiểu về hậu môn nhân tạo. Ừ. Về hậu môn nhân tạo thì với hậu môn nhân tạo thì phần ruột già sẽ bị cắt. Phần khỏe mạnh ở cuối của đoạn ruột già, cái mà ở trước đoạn bị tắc thì được đưa lên bề mặt da thông qua một lỗ mở được tạo ra bằng phẫu thuật ở thành bụng. Ừ. Sau đó thì và được nó được khâu vào da ở lỗ mở. Ừ. Phân sẽ đi qua lỗ mở và vào túi dùng một lần. Ừ. Hậu môn nhân tạo sẽ cho phép phần còn lại của đoạn ruột già nghỉ ngơi khi mà
Người bệnh hồi phục. Người bệnh hồi phục. Sau khi người bệnh nó hồi phục sau phẫu thuật thì phần ruột sẽ được liền lại. Và Đúng đại không? tràng lại được liền Và lại. đại tràng, và đại tràng liền lại. Hai đầu cuối có thể được gắn lại để phân đi qua một cách bình thường. Mình dịch là hai đầu thôi, không phải là hai đầu cuối đâu. Tức là Vâng, hai cái hai đầu. đầu của cái đoạn ruột bị cắt ấy thì có thể nối lại, phân có thể đi qua một cách bình thường. Bình Đấy, thì đây là người ta giới thiệu về cái thủ thuật hậu môn nhân tạo. Thì trong hậu môn nhân tạo này, cái đoạn ruột già hay là đại tràng bị cắt và mình dịch là cái đầu mà còn tốt, đầu còn tốt là đầu còn khỏe, nghe nó cũng không được xuôi lắm. Cái đầu ruột mà còn tốt ấy, tức là cái đoạn ruột mà phía trước cái phần tắc nghẽn thì đưa ra ngoài da, đưa ra ngoài bề mặt da thông qua một cái lỗ mở ở thành bụng qua phẫu thuật, bằng phẫu thuật. Và cái lỗ và cái đoạn này thì nó được gắn vào da của lỗ mở, và phân thì sẽ đi qua lỗ mở và đi vào trong cái túi và dùng một lần. Đấy. Mình có dispose tức là vứt bỏ, disposable là có thể vứt bỏ, tức là mình dùng một lần, đựng đầy phân thì mình lại vứt bỏ đi. Đó. Colostomy, hậu môn nhân tạo thì cho phép cái phần còn lại của ruột già được nghỉ ngơi trong khi bệnh nhân hồi phục. Và sau khi bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật và đại tràng thì liền lại, thì hai cái đầu này có thể được nối lại với nhau để cho phân đi qua một cách bình thường. Đầu tiên là gì, người ta cắt xong người ta đưa ra ngoài này để làm cái hậu môn nhân tạo để cho phân đi ra tạm thời thôi, để cho cái đoạn còn lại hoặc là cho bệnh nhân hồi phục. Thì sau đó khi mà bệnh nhân đã hồi phục rồi thì người ta gì nối lại hai cái đoạn này với nhau để cho phân đi theo cái con đường bình thường. Thì đó là hết chưa nhỉ? Đoạn dưới lại là bệnh khác rồi. Rồi, thì đó là toàn bộ cái nội dung dịch về phần đoạn ruột. Còn đúng đoạn dưới của bệnh khác nhỉ? Đúng không? Đây, ischemic colitis là viêm ruột thiếu máu. Cái này chúng ta học trong buổi khác. Rồi, như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã đi xong toàn bộ cái phần bài dịch của nội dung intestinal obstruction, tức là tắc ruột. Thì ngày hôm nay thì Uyên với cái tư cách là một cái sinh viên năm thứ ba, em chưa được đi lâm sàng của ngoại bụng, em dịch như thế cũng khá là tốt rồi. Sau khi mà em đi lâm sàng thì em sẽ tích lũy thêm các cái kiến thức cho mình về cả về kiến thức của bệnh lý cũng như là kiến thức về thuật ngữ, thì em sẽ có thể là dịch đoạn này một cách tốt hơn. Về phần bài dịch của buổi ngày hôm nay thì mình sẽ ghi lại và mình up lên trên YouTube để cho mọi người, nếu ai có nhu cầu thì có thể xem lại nhé. Và mình cũng sẽ gửi cái file từ vựng này lên trên trang fanpage Medical English Sharing cho mọi người tham khảo và có thể áp dụng vào trong các cái bài dịch khác của hệ tiêu hóa. Rồi, với nội dung của bài ngày hôm nay thì mọi người có gì thắc mắc nữa không nhỉ? Chúng ta có gì thắc mắc nữa không? Dịch lại gọi. Bạn Sơn nếu mà không bị đi ngoài thì dịch chắc cũng dịch tốt đúng không? À, bị dị ứng à? Đến Dị ứng đúng gọi. không? Ok. Các bạn khác? Vâng. Các bạn khác buổi sau có tham gia nữa không nhỉ? Các bạn có thể comment và cho mình biết là nếu mà các bạn còn hứng thú nghe các buổi như này thì mình sẽ tổ chức thêm, còn không thì mình sẽ dừng lại. À có, vâng. Tại vì mình cũng không thấy ai phát biểu gì mấy nên là không biết là cái nội dung này nó có hữu ích với các bạn hay không. Đó, thì mình vẫn cứ đăng lên và chia sẻ thôi. Buổi sau à, buổi sau hình như là học đến hệ hô hấp ấy. Buổi sau học hệ hô hấp. Thì chúng ta lại dịch bài về hệ hô hấp nha. Rồi, thì xin cảm ơn các bạn đã tham gia cái buổi ngày hôm nay nhé. Các bạn đã dành một cái buổi tối chủ nhật. Đáng nhẽ chúng ta nghỉ ngơi bên gia đình, bạn bè. Đúng không? Chúng ta tham gia cái buổi học này và rất là trân quý sự tham gia của các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây nha. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi và tiếp theo. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Vâng, Chào cảm ơn cô các ạ. bạn nha.
Để sau hy vọng là các bạn phát biểu nhiều hơn nhé. Mình vẫn có cái suất để cho các bạn không phải thuộc về lớp học, các bạn vẫn có thể phát biểu mà. Ngày hôm nay thì là rất là cảm ơn Uyên, thì Uyên đã hoạt động hết công suất, đã dịch toàn bộ bài này và không có sự hỗ trợ của các anh, đó là anh Sơn, anh Tùng, là chị Linh, chị Thủy, đúng không? Ngày hôm nay em Út thì làm hết rồi. Rồi sau đến các anh chị nhá. Rồi, chào và hẹn gặp lại mọi người trong buổi tiếp theo. Mình Chị. sẽ dừng tại đây. Nào chị ạ. À, xin chào mọi người.